Xin chào các bạn đã đến với kênh xe đạp Hải Phòng của trang web xe đạp Hải Phòng.com. Và tiếp theo đây là cái live stream mà mình sẽ đánh giá tiếp tục những cái dòng touring Nhật bãi và sườn nhôm và giá rẻ mà cửa hàng xe đạp Hải Phòng.com mới nhập về trong mùa hè năm nay để phục vụ các quý khách và các bạn tập thể dục và đi lại trong mùa hè năm nay. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành đổi camera để các bạn trải nghiệm cái chiếc xe Bridgestone XEAC một cách dễ dàng nhất. Vâng, và trong khung hình đây là các bạn đang thấy là chiếc xe đạp touring thể thao hiệu Bridgestone XEAC. Thì xe này là mới được cửa hàng chúng tôi nhập về trong thời gian gần đây. Thì vẫn như tất cả các cái xe mà cửa hàng xe đạp Hải Phòng.com bán ra là nước sơn nguyên bản. Xin chào anh Nguyễn Văn Thắng. Nước sơn tất cả các cái xe chúng tôi bán ra là đều nguyên bản này. Không có bắn dặm tút gì hết, xước để nguyên xước. Thì nó mới đảm bảo cái độ nguyên bản của chiếc xe, và sơn của Nhật thì rất là cứng, bền. Xước cái này là va chạm rất mạnh, chứ còn nếu mà để mà cọ bình thường thì không thể không ăn thua gì. Không mà nhìn thấy gì. Rồi, và khung là khung chất liệu bằng nhôm. Các bạn nhìn thấy là nam châm không hút. Ở đây như tôi có cửa sắt này là nam châm sẽ hút này. Đấy. Nam châm sẽ hút nhưng mà khung nhôm là không hút. Đấy. Như các bạn thấy trên xe thì có những cái tem mà chứng nhận là đã sử dụng tại thị trường Nhật Bản. Mình sang bên này nhìn cho dễ. Xin chào anh họ tên. Đấy, thì như các bạn thấy là trên thân xe có một cái tem, là chiếc tem là BAA. Đây là tem viết tắt của cái Hiệp hội Đăng kiểm Chất lượng Nhật Bản, Đăng kiểm Chất lượng Xe đạp Nhật Bản. Xin chào anh Hưng Trần. Thì theo cái kinh nghiệm mà bán xe vài năm Nhật bãi của mình ấy, thì mình thấy là những cái xe, chiếc xe nào mà có cái tem BAA này thì thường là đi rất là tốt. Bởi vì nó đã được qua cái Hiệp hội Kiểm định Chất lượng Xe đạp Nhật Bản, thì nó được dán cái tem này thì thường là những xe chất lượng rất là tốt. Vâng, và chúng ta cũng đã nhìn thấy là một cái bộ chuyển động, một cái bộ sang đĩa hiệu Shimano cho bộ đĩa đùi đĩa 3 tầng giấu ở trong cái chắn xích này. Và xe này rất là một cái điểm đặc biệt là nó có cả cái chắn xích để giúp cho người đạp mà không bị bẩn quần với xích. Vâng, và trên tem thì chúng ta tiếp tục nhìn thấy là có chữ là Designed by Bridgestone. Xin chào anh Phương Hồng Dương Hồng. Dương Hồng Phương. Xin chào anh Dương Hồng Phương. Thì chúng ta tiếp tục thấy cái tem là Designed by Bridgestone, có nghĩa là cái xe này được thiết kế bởi hãng Bridgestone của Nhật Bản. Và rất là nhiều cái tem mác chữ Nhật khác ở trên khung này, chứng tỏ là xe này đã được sử dụng tại thị trường Nhật Bản một thời gian và được cửa hàng xe đạp Hải Phòng tiến hành nhập về trong thời gian vừa qua. Và quý vị muốn biết thêm trong thêm chi tiết này ở trên mạng thì quý vị hãy search cái thương hiệu Bridgestone này, cách ra chữ EAXC thì sẽ ra rất là nhiều cái model xe đạp hiệu Bridgestone này ở trên mạng. EAXC. Vâng. Và bây giờ chúng ta sẽ tiến hành đo size của chiếc xe này. Xem là chiếc xe này có size là bao nhiêu để phù hợp với những người đạp như thế nào nhé. Còn size của xe đạp thì sẽ tính từ tâm trục này. Từ tâm trục cho đến khóa cọc yên. Thì xe này là có size là 43cm. Size xe 43. Size xe 43 này thì phù hợp với những người từ chiều cao từ 1m6 cho 1m7. 1m6 cho đến 1m7 là phù hợp. Đó. Như các bạn nhìn thấy là tổng thể chiếc xe này 1m6 cho 1m7 là có thể sử dụng chiếc xe này phù hợp một cách dễ dàng. Và chúng ta đi tới cấu hình chi tiết của chiếc xe. Thì đó là xe được trang bị đùi đĩa 3 tầng. Đùi đĩa 3 tầng, và có một cái điểm đặc biệt với xe này là chúng ta có trang bị luôn cả cái chắn xích này. Cái chắn đĩa này rất là kín luôn. Kín như bưng ấy, gần như kiểu xe mini ấy.
Xin chào anh Huy Tình. Và đằng sau chúng ta có được trang bị một cái lip vặn 7 tầng hiệu Shimano. Lip vặn 7 tầng hiệu Shimano và đè là đè Shimano Tourlay. Một hiệu đè rất là phổ biến trong cái dòng xe bãi này. Xe khi mà xe đạp bãi về tới cửa hàng xe đạp Hải Phòng thì được chúng tôi căn chỉnh, bảo dưỡng tất cả các thứ và các cái chi tiết hoạt động là đều là trơn tru và ngon lành. Thì đằng trước là có 3 đĩa nhôm, đùi đĩa Shimano luôn. Đùi đĩa 3 tầng và đằng sau có là líp vặn 7 tầng là cho xe có tổng thể là 21 tốc độ khác nhau. Xe được trang bị bánh 700C, 2 lớp vành nhôm, lốp 700C, quả to luôn, đi rất đầm. Còn kèm với đó là xe cũng được trang bị luôn một bộ chắn bùn rồi, nên là các bạn có thể đi an tâm trời mưa không bị bắn. Nước sơn là nguyên bản. Đằng trước chúng ta có một Meyer phát điện, dòng Touring này, đợt này hay có. Meyer phát điện, chúng ta có thể thêm option gắn cái đèn ở đây để nó phát điện. Đằng trước cũng phăng trang bị phanh V như đằng sau, giúp cho chúng ta rất là an toàn và sử dụng rất là dễ dàng. Như các bạn thấy thì đằng trước khung này cũng có logo của Best Bridgestone này. Bánh đằng trước cũng là bánh 700C, vành nhôm 2 lớp, đũa thép mạ đen. Và trên tay cầm của chúng ta là tay bằng, dạng tay bằng. Và có một tay chuyển số bên tay phải để chuyển tốc độ líp. Và bên tay trái có một tay chuyển đĩa để chuyển các cái tầng đĩa khác nhau, dạng tay bằng. Nước sơn của xe là nguyên bản. Vâng, và mình xin nhắc lại tổng thể cấu hình xe, đó là xe là được chế tạo bằng khung nhôm, hợp kim nhôm cao cấp hiệu Bridgestone, model là EXC. Các bạn có thể lên Google search Bridgestone cách EXC. Và xe được trang bị 3 đĩa 7 líp, có 21 tốc độ khác nhau. Size của khung xe là 43cm, phù hợp với những người cao từ 1m6 cho 1m7, sử dụng tốt. Và giá của chiếc xe này mà có bán tại cửa hàng xe đạp Hải Phòng.com là 4,5 triệu, 4,5 triệu đồng. Và quý vị muốn sở hữu chiếc xe thì hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại 0975 709 943 để biết được thêm thông tin chi tiết và những cái quà tặng và chế độ bảo hành đi kèm khi quý vị sở hữu và tiến hành mua chiếc xe tại xe đạp Hải Phòng.com của chúng tôi. Xin chào anh Trung Huynh. Và như các bạn biết thì ngoài ra thì cái dịch vụ đi kèm của xe đạp Hải Phòng đó là có cho thuê xe trải nghiệm, tức là có quý vị có thể là không mua xe mà quý vị có thể là đặt cọc cái số tiền tương ứng với chiếc xe, nhưng mà quý vị chỉ cần thuê trong một ngày, hai ngày hay là một tuần, vài ngày gì đó để quý vị trải nghiệm. Hoặc là những cái người mà khách du lịch đến thành phố Hải Phòng muốn thuê xe đạp của chúng tôi để mà đi lại trong vài ngày quý vị lưu chân ở Hải Phòng, trú chân ở Hải Phòng ấy, thì chúng tôi hoàn toàn có thể cung cấp cái dịch vụ cho thuê xe trải nghiệm. Đi trước để mà cảm thấy tốt thì mua xe, còn nếu không thì chúng tôi chỉ tính phí có vài chục nghìn một ngày thôi. Và khi hết, quý vị không muốn mua xe nữa thì chúng tôi trả lại số tiền đặt cọc xe và chỉ tính phí thuê xe. Còn ngoài ra chúng tôi vẫn bán xe bình thường. Vâng, và quý vị muốn biết thêm thông tin chi tiết thì hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại ở trong video. Và ngoài ra nếu mà quý vị quan tâm đến xe đạp thể thao, xe đạp các cái cách phân biệt sử dụng xe đạp thể thao thì hãy ấn like video ở trên YouTube, trên Facebook và ấn kết bạn với xe đạp Hải Phòng và chọn chế độ xem trước ở trên Facebook. Và nếu quý vị đang xem trên YouTube thì ấn like video và ấn đăng ký kênh, bên cạnh nút đăng ký thì có cái chiếc chuông để quý vị là những người mà được YouTube ưu tiên hiển thị khi mà chúng tôi có video mới. Cách ấn xem trước và ấn chuông đang ở nút đăng ký ở trên YouTube như thế nào thì nếu mà quý vị xem trên YouTube sau đây, ngay sau đây tôi sẽ có một cái video hướng dẫn các quý vị ấn kết bạn với Facebook với xe đạp Hải Phòng và ấn
đăng ký ở trên YouTube. Vâng, và xin cảm ơn các anh trên Facebook đang xem live stream của em, và em đã tiến hành review xong chiếc xe đạp thể thao Touring Bridgestone hiệu XF-XEC. Và xin chào anh Trung Huynh, xin chào anh Huy Tình, xin chào anh Dương Hồng Phương, xin chào anh Trương Giang Định, xin chào anh Hùng Trần, xin chào anh Thắng Văn Nguyễn. Em đã kết thúc live stream tại đây. Hẹn gặp lại các anh trong những live stream lần sau. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào các bạn.